chào quý vị khán giả, chúng ta lại được gặp nhau trên chương trình Cà phê On Sport phát sóng trực tiếp vào lúc 11:30 từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày của chúng tôi. Và chẳng có gì khó hiểu khi ngày hôm nay Mai Trang lựa chọn đề tài phụ nữ với thể thao để đưa ra bình luận trong buổi cà phê ngày hôm nay. Có lẽ trong cả ngày hôm nay thì quý vị đã được theo dõi rất nhiều chương trình tôn vinh những người phụ nữ. Nhưng đặc biệt hơn trong Cà phê On Sport đó là chúng ta còn được tương tác và được chia sẻ trực tiếp với nhân vật trong câu chuyện mà chúng ta đang đề cập tới. Và không để cho quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ Mai Trang xin được giới thiệu vị khách mời đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Dĩ nhiên là một người phụ nữ rồi, và thậm chí còn là một người phụ nữ đặc biệt, quyền lực. Xin được giới thiệu Tracy Thư Lương, người phụ nữ duy nhất sở hữu một đội bóng tại VBA 2017. Và vị khách mời thứ hai ngồi bên cạnh Tracy, một gương mặt không lạ với Cà phê On Sport bởi anh đã từng xuất hiện trên một chương trình của Cà phê On Sport với biên tập viên Việt Nga rồi, một cầu thủ của Thăng Long Warriors, Nam Pao. Ngày hôm nay thì chắc là Nam Pao sẽ phải đại diện cho nửa còn lại của thế giới để có thể chia sẻ những suy nghĩ của Nam Pao về những người phụ nữ với thể thao. Rất là cảm ơn Nam Pao, và chúng tôi cũng sẽ hy vọng là quý vị comment thật nhiều vào link chính của chương trình ở trên fanpage On Sport, chia sẻ với chúng tôi quý vị nghĩ gì về những người phụ nữ trong thể thao. Và thưa quý vị, như một phần không thể thiếu trong mỗi chương trình đó là câu hỏi tương tác. Xin được bật mí trước khi đưa ra câu hỏi, đó là Tracy Thư Lương, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, là một người có gia đình đầy đủ cả nếp cả tẻ rồi, nhưng mà chị vẫn sở hữu một thân hình mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng mong có. Và câu hỏi mà chúng tôi đưa ra là một câu hỏi rất là quen thuộc thôi: chiều cao của Tracy Thư Lương là bao nhiêu? Câu trả lời chính xác nhất thì sẽ được Tracy Thư Lương công bố, và phần quà sẽ là một tấm vé VIP theo dõi trận đấu giữa Thăng Long Warriors và Hà Nội Buffalo vào cuối tuần này 16:30 tại nhà thi đấu Đại học Sư phạm, đúng không ạ? Và tấm vé đó thì quý vị và các bạn sẽ được nhận trực tiếp tại sân do phóng viên của chúng tôi trao cho quý vị. Còn bây giờ, để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới với một đoạn clip tổng hợp những người phụ nữ quyền lực trong thể thao. Diễn ra tại Philippines, bà Nguyễn Xuân Thái đã trở thành trưởng đoàn đội tuyển nữ Việt Nam thành công nhất khi lần thứ 2 giành huy chương vàng sau khi đánh bại Myanmar với tỷ số 2-1 ở trận chung kết. Nhưng kể từ sau khi bà Nguyễn Xuân Thái chia tay bóng đá, thì đến giai đoạn lượt về V-League 2017 vẫn chưa có một nữ tướng nào xuất hiện tại V-League. Đến khi câu lạc bộ Thăng Quảng Ninh quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Kiều ngồi vào ghế trưởng đoàn. Với việc được bổ nhiệm làm trưởng đoàn của câu lạc bộ Thăng Quảng Ninh trong phần còn lại của V-League 2017, cựu nữ cầu thủ Nguyễn Kiều sẽ trực tiếp ngồi cabin kỹ thuật mỗi khi đội bóng đất mỏ thi đấu. Ở Việt Nam có bà Nguyễn Xuân Thái và Nguyễn Kiều, thì ở giải Ngoại hạng Anh có Susan Whelan. Khi Leicester City chưa thành công, nhà tài phiệt vi trai xứng đáng là người mạo hiểm nhất. Ông chủ người Thái Lan dám giao cả câu lạc bộ Leicester cho một người phụ nữ chưa hề biết gì về bóng đá như Susan Whelan. Dù không biết gì về bóng đá nhưng tài kinh doanh của Whelan là không phải bàn cãi. Không chỉ đẩy mạnh thương hiệu Leicester ra toàn cầu, bà còn giúp câu lạc bộ trả hết món nợ ngân hàng lên tới 130 triệu bảng. Ở thời điểm đó, Whelan trở thành nữ giám đốc điều hành đầu tiên của một đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh. Trong môn bóng rổ, ngoài chuyện sở hữu cổ phần, hiện Jeannie Buss còn nổi tiếng với vai trò chủ tịch câu lạc bộ Los Angeles Lakers. Người phụ nữ xinh đẹp này luôn nổi bật trong lĩnh vực điều hành. Không chỉ thế giới bóng rổ, Jeannie Buss đã điều hành ở đẳng cấp cao trong rất nhiều môn thể thao nhà nghề khác như quần vợt, khúc quân cầu trên băng, bóng đá kiểu Mỹ. Bà từng lĩnh giải nhà điều hành xuất sắc nhất năm trong làng thể thao nhà nghề Mỹ khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, vai trò nữ tướng để lại nhiều ấn tượng nhất với người hâm mộ Việt Nam là Wanthaniya Vongopasi, vị trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 29. Năm 2016, Vongopasi từng là trưởng đoàn U21 Thái Lan, và sang năm 2017, cô là trưởng đoàn đội U22 của Thái giành chức vô địch SEA Games 29. Không những xinh đẹp, thông minh, Vongopasi còn có những tình huống trả lời phỏng vấn gãy gọn. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, bởi cô đang là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Spring News ở xứ sở chùa vàng. Cô cũng đảm nhiệm vai trò chủ tịch tập đoàn truyền thông New Network Corp PCL. Thưa quý vị, càng ngày trong thể thao càng xuất hiện nhiều người phụ nữ quyền lực. Họ không chỉ giỏi giang, xinh đẹp, cá tính mà còn mang tới một làn gió mới cho những sự kiện mà họ tham dự. Nói không đâu xa, trường hợp của nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại kỳ SEA Games vừa qua, báo chí, truyền thông không kênh nào là không khai thác đề tài nữ tướng xinh đẹp của bóng đá Thái Lan. Và rõ ràng với cái sự quan tâm nồng nhiệt của báo chí như vậy thì đó cũng là một cách PR rất là tốt cho bóng đá Thái Lan. Bóng đá Thái Lan đã được chú ý rồi, nay lại còn được quan tâm nhiều hơn. Nhìn về VBA 2017, không thể phủ nhận sự quan tâm của truyền thông dành cho nữ chủ nhân duy nhất sở hữu một
câu lạc bộ tại VBA 2017 là Tracy Thư Lương. Vậy nên Thăng Long Warriors không chỉ được biết tới là một tân binh với một đội hình mạnh mà còn được biết tới khi mà có được một nữ chủ nhân xinh đẹp nữa. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện với Tracy Thư Lương. Tracy Thư Lương, trước khi mà em mời chị đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì cũng đã tìm hiểu về Facebook của chị này, tìm hiểu về những bài báo truyền thông viết về chị. Trên Facebook của chị em khá là ấn tượng với một status chia sẻ như này: chị cảm ơn rất là nhiều người đã đưa chị tới với VBA 2017. Chị nhắc tới rất nhiều nhân vật và tag tên từng người ra, nhưng lại có một nhân vật mà chị chỉ dùng một chữ chị để nói lời cảm ơn. Chị có thể bật mí trên chương trình ngày hôm nay người chị đó là ai và cách mà người chị đó truyền cảm hứng cho chị được không? Xin cảm ơn Trang về sự quan sát và quan tâm về chị như vậy. Tuy nhiên về danh tính của người chị đó, chị xin phép giữ riêng cho chị. Nhưng có thể bật mí một chút là chị, người phụ nữ đó đã truyền cảm hứng cho chị cũng như tạo động lực cho chị rất nhiều khi chị quyết định thành lập cái đội bóng Thăng Long Warriors. Có thể nói là cái phong trào nữ quyền tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, và có thể thấy là người phụ nữ ngày nay bình đẳng hơn với nam giới trong mọi lĩnh vực. Và cũng xin phép bật mí một điều nữa là chị không phải là người phụ nữ duy nhất chủ sở hữu đội bóng của cái giải VBA này. Ngoài ra còn có những người phụ nữ thầm lặng hơn đảm nhiệm những cái vị trí và nhiệm vụ cao hơn. Họ đến với VBA bằng cái tình yêu, và sau khi mà tiếp xúc với cả những người chị đấy thì chị đã được truyền cảm hứng. Và nhưng mà trước chương trình thì em cũng có nghe chị chia sẻ là chị còn được truyền cảm hứng từ người chồng đam mê thể thao ở những đứa con của mình, đúng không? Chị có thể chia sẻ thêm được không? Ông xã của chị và các bé là những cái fan cứng của đội Sài Gòn Heat cho cái mùa giải ABL đánh giải Đông Nam Á. Và khi mà chị được lời mời của anh Việt là cái giám đốc điều hành của giải VBA cho cái đội bóng thứ 6 tham dự cái VBA năm nay, thì chị nói ồ tại sao không. Và các bạn cũng thấy là chiến binh Thăng Long Warriors đã ra đời trong cái hoàn cảnh như vậy. Đấy là con đường mà chị Tracy Thư Lương đến với cả bóng rổ. Thế còn Nam Tao thì sao? Nam Tao thấy là khi mà chị Tracy Thư Lương quản lý đội bóng thì Nam Tao đánh giá như nào? Tracy Thư Lương là một người như nào? Cái ấn tượng đầu tiên của em về chị thì chị là một người rất là dễ gần và vui tính. Tất nhiên là tất cả những cái mà chị dành tình cảm cho đội bóng thì làm cho em và mọi người cảm thấy như là một gia đình, như là chị em trong gia đình vậy. Chị rất là gần gũi và quan tâm mọi người. Và những cái công việc liên quan đến sân bóng ở trong sân và ở ngoài sân thì đều qua chị, và chị đều làm mọi thứ rất là tốt. Thì đấy là cái mà em cảm thấy rất là hạnh phúc khi có một bà chủ như thế này. Nam Tao có hay tiếp xúc với những người phụ nữ trong thể thao không? Bạn đánh giá về những người phụ nữ làm thể thao như thế nào? Trong đấy có Tracy Thư Lương này, có cả Mai Trang nữa, là những người phụ nữ làm thể thao đấy. Thì thực ra là cái môi trường tiếp xúc của em là từ trước đến giờ em chơi bóng rổ thì cũng có rất nhiều các bạn gái, bởi vì chơi bóng rổ thì xung quanh cũng có rất nhiều các bạn gái, thì bản thân em thấy các cô gái chơi thể thao thì đều rất là cá tính và lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, thì chị Thư Lương cũng là một người như thế. Bạn có thể bật mí là bạn gái của bạn thì sao? Bạn gái của bạn có phải là một người chơi thể thao và yêu thể thao không? Bạn có kỳ vọng là bạn gái của bạn sẽ là một người có thể chia sẻ với bạn những cái sự kiện thể thao mà bạn tham dự, những cái buồn vui khi mà bạn đi qua trong các trận đấu? Bạn gái của em thì là một người không yêu hoạt động thể thao lắm, nhưng mà lại rất yêu bóng rổ. Từ khi quen nhau đến giờ thì bạn gái của em luôn luôn có mặt trong mọi trận đấu mà em tham gia, và đến bây giờ thì cũng là một fan cứng của VBA luôn. Tức là có những trận mà em bận, em tập, em bận việc em không xem được thì bạn gái của em lại theo dõi rất là sát, xong rồi báo lại cho em và cũng cùng nhau kiểu phân tích trận đấu rồi. Thế là có lại thể chia sẻ được với bạn về những đam mê của bạn, đúng không? Về cái đam mê của em. Wow. Chúng ta phải có cùng chung một cái gì đấy để chúng ta mới đến được với nhau. Còn Tracy Thư Lương thì không biết tại sao chị cũng là một người không chơi thể thao, đúng không ạ? Hay là chị là một người có chơi thể thao và đến với thể thao vì là chị có chơi thể thao? Cũng không giấu với các bạn là chị cũng chơi môn bóng rổ trong suốt cái thời gian học cấp 2 và cấp 3. Có thể là bởi vì chị là người chơi bóng rổ cho nên là cái niềm đam mê chị dành cho cái môn này nó nhiều hơn. Với lại một phần là cái môn bóng rổ nó cũng phù hợp với tính cách của chị, đó là nhanh nhẹn, quyết đoán và rất là chính xác. Ngoại trừ bóng rổ, chị còn thích môn thể thao nào nữa không? Chị còn bơi lội và chơi cầu lông nữa. Bóng đá chị có xem không?
chị vẫn xem bóng đá với ông xã chị. Chị có thích đội nào đặc biệt trong bóng đá không ạ? Về đội Việt Nam thì chắc tất nhiên là chị rất là yêu quý cái đội tuyển quốc gia Việt Nam. Còn về bóng đá ở nước ngoài thì chị thích đội Bayern Munich, bởi vì đó là cái đội mà Audi có cái nhà tài trợ chính cho cái đội bóng đó. Vậy tại sao không phải bóng đá mà chị Thu Lương lại lựa chọn bóng rổ để mình đầu tư? Có phải là vì chị chơi bóng rổ không hay là vì một lý do nào khác nữa? Một phần là bởi vì chị chơi bóng rổ nên cái niềm tình yêu chị dành cho cái môn này nó cũng có thể là nhiều hơn mọi người chút xíu, nên là khi có cơ hội được làm với cái đam mê của mình thì chị nói tại sao không. Ngoài ra là bởi vì chị là một nhà đầu tư cho nên chị thấy được cái tiềm năng của cái môn thể thao này, và chị tin chắc rằng trong cái thời gian gần nó sẽ ngày càng phát triển và bùng nổ hơn nữa. Em có một câu hỏi dành cho chị Thư Lương nữa là khi mà em ra sân bóng rổ và ra sân bóng đá thì em nhận ra một điều mà cũng không hẳn là vì ra sân đâu, mà em xem trên TV cũng đã nhận ra điều này rồi, đấy là khán giả của bóng rổ và bóng đá nó có sự khác biệt. Khi về giới tính nhá, khi mà em ra sân bóng đá thì em thấy lượng fan nam đông đảo hơn, nhưng mà khi mà em ra sân bóng rổ thì em lại thấy sự cân bằng, tức là fan nam và fan nữ rất là nhiều. Và thậm chí đây vừa đấy Nam Bảo đã chia sẻ là ra sân bóng rổ thì em cũng nhiều fan nữ lắm đúng không? Thì đấy, thì là một vị trí, là một người đầu tư, thì chị đã bao giờ nghĩ đến chuyện là mình tập trung hướng vào chuyện là phát triển cộng đồng bóng rổ hay phát triển cộng đồng fan của mình như nào? Ví dụ như các đội bóng ở Anh thì em thấy là họ có cái chiến lược gia đình chẳng hạn. Khi mà họ mua vé gia đình thì họ sẽ được giảm giá. Thì đã bao giờ chị nghĩ đến chuyện là mình có thể phát triển một cái cộng đồng fan? Khi mà chị quyết định làm thể thao là chị quan niệm rằng thể thao luôn phải gắn liền với cộng đồng. Thì vì cái thể thao ngoài cái việc nhiệm vụ là nâng cao sức khỏe ra thì thể thao còn rèn luyện cái tính đồng đội tập thể cho cái đội bóng của chị. Chị luôn nói với các cầu thủ của chị là ngoài 5 cầu thủ chính trên sân thì cái cầu thủ thứ 6 rất là quan trọng, đó chính là cái lượng fan cổ động viên cho đội bóng. Vì vậy ngoài cái thời gian dành cho cái việc tập luyện thi đấu thì chị vẫn có những cái chiến lược để cho các cầu thủ đội của chị đi thăm school visit các trường, để các chuyến đi từ thiện, để làm sao mà lan tỏa được cái tình yêu về bóng rổ dành cho cộng đồng, cũng như là tạo một cái lượng fan ngày càng hùng hậu hơn cho đội bóng của chị. Bạn là Nam Pao này, bạn bây giờ chị Thư Lương là đang lên kế hoạch để phát triển cái cộng đồng fan cho đội bóng. Vậy nếu là bạn là một cầu thủ thì bạn thích cái lượng fan của bạn là nam hay nữ nhiều hơn? Bạn thích như nào hơn? Khó trả lời nha. Khó trả lời. Câu này đặc biệt đó, câu này đúng không? Câu này rất là nhạy cảm, phải suy nghĩ thật kỹ. Bạn phải nói thật nhá, nói thật đi. Thực ra với bản thân em thì em mong muốn lượng fan cả nam cả nữ là như nhau. Nhưng mà có thể là sẽ fan nữ sẽ đông hơn, bởi vì thực ra là các bạn nam, số lượng các bạn nam chơi bóng rổ hiện tại rất là đông, mà số lượng các bạn nữ chơi hiện tại nó thấp hơn khá là nhiều, nên em mong muốn là các fan nữ và những các bạn nữ có thể để ý đến môn bóng rổ hơn, và từ đấy có thể lựa chọn bóng rổ là một môn thể thao để tập luyện và chơi để cho khỏe, để có một cái sân chơi là bổ ích. Thì như thế thì cái cộng đồng bóng rổ nó sẽ phát triển đông hơn. Hơi đòi hỏi đấy, tại vì nó đã hơn nhiều hơn bóng đá rồi mà. Chị thấy là bóng rổ đã cân bằng tính hơn bóng đá rất là nhiều rồi. Thế vậy còn những phóng viên nữ như chị thì sao? Thì có được welcome đến sân nhiều hơn không? Đây cũng thành một fan nữ rồi này. Chắc chắn là những chị phóng viên nữ mà xinh đẹp thì sẽ được welcome đến sân rất là nhiều. Phóng viên nữ xinh đẹp, mới được báo cáo nữa. Tiêu chuẩn hơi cao nhưng chị là nữ và xinh đẹp của mình nữa. Đấy, bây giờ là bạn thích là có lượng fan nữ nhiều hơn, giống như là chị Tracy Thư Lương cũng phải xinh đẹp như chị Tracy Thư Lương đúng không? Còn phóng viên thì cũng mong muốn là nhiều phóng viên nữ quan tâm tới bóng rổ. Em thấy thì phụ nữ Việt Nam ai cũng xinh đẹp cả. Vâng, cảm ơn những lời có cánh dành cho hai người phụ nữ đang ngồi ở đây. Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Thế nên là bạn ấy cũng dẻo ngọt ngào hơn đúng không ạ? Cảm ơn Nam Pa và những lời chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, chúng ta đều biết là Tracy Thư Lương từ nãy giờ mọi người cũng có chia sẻ là Tracy Thư Lương là một người cổ động viên rất là nhiệt tình với Thăng Long Warriors ở trên sân đấu. Thế nhưng mà nhiệt tình như thế nào thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi đoạn clip dưới đây. Cả lâm vinh ảnh một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo thi đấu của đội chuyên nghiệp và cổ vũ hết sức máu lửa, đó chính là bà chủ đặc biệt của câu lạc bộ bóng rổ Thăng Long Warriors, Tracy Thư Lương. Tracy Thư Lương là người có tình cảm đặc biệt với môn bóng rổ,
Nữ doanh nhân này đã liên tục đồng hành cùng Sài Gòn Heat và VBA trong vai trò là đối tác tài trợ trong nhiều năm trước khi quyết định thành lập một đội bóng của riêng mình. Mặc dù khá bận bịu với công việc, nhưng vị nữ tướng này luôn có mặt để dõi theo đội bóng của mình thi đấu. Tính ra từ khi Thăng Long Warriors tham dự VBA ở mùa giải năm nay, thì JC Tư Lương mới chỉ vắng mặt duy nhất có một trận vào ngày 14 tháng 10 vì bận đi công tác nước ngoài. Không những vậy, với tình yêu với bóng rổ và đội bóng thân yêu của mình, thì bà chủ này luôn bùng cháy cùng các cầu thủ. Nữ tướng đầy cá tính này không chỉ không bỏ lỡ bất kỳ một tình huống nào diễn ra trên sân, mà cũng không quên dùng thanh la như bao cổ động viên khác để tiếp thêm tinh thần cho những chàng trai khổng lồ bên trong sân. Đặc biệt có rất nhiều lần, người ta thấy JC Tư Lương còn đứng dậy hay thậm chí hò hét vô cùng nhiệt khi những Văn Hùng, Hiu hay Tô Quang Trung có những cú ghi điểm quan trọng. Tất nhiên mỗi khi trận đấu kết thúc, chị cả của những chiến binh không quên xuống sân chia vui với những cầu thủ đã mang lại bầu không khí sôi động cũng như niềm vui cho các cổ động viên. Có thể nói, chính tình yêu và sự nhiệt thành của bà chủ JC đã giúp cho Thăng Long Warriors bay cao ngay tại mùa giải đầu tiên họ tham dự VBA khi có được vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Chúng ta vừa nhìn lại những hình ảnh của JC Tư Lương ở trên sân bóng rổ. Có qua những hình ảnh đấy có thể chứng minh được rằng chị là một fan rất là cuồng nhiệt của bóng rổ và là một bà chủ rất là năng nổ của Thăng Long Warriors. Vậy có thể hỏi là từ khi đầu tư vào Thăng Long Warriors thì chị đã tốn bao nhiêu tiền rồi? Câu hỏi rất là cụ thể. Thực sự là một con số rất là lớn. Vì ngoài đầu tư cho vấn đề là tài chính, tôi còn phải dành thời gian cho đội bóng rất là nhiều. Những cái chi phí về vấn đề cho đội bóng như về lương bổng cho cầu thủ, cho huấn luyện viên, chi phí ăn ở, sinh hoạt, đi lại của các bạn. Nhưng mà thực sự là hiện nay tôi đang được cái sự hỗ trợ rất là tốt về phía ban tổ chức của giải VBA, cũng như là về phía Liên đoàn bóng rổ của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng như là Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều. Và những cái khó khăn đó, bên cạnh những cái khó khăn đó sẽ có những cái trái ngọt ngào. Và hiện nay là tôi đang thấy là cái đội bóng của tôi ngày càng phát triển hơn và các bạn đang thi đấu rất là tốt. Với là một người được nhận sự đầu tư của từ JC Tư Lương thì bạn nghĩ là bạn thấy hài lòng, bạn có thấy hài lòng không và bạn thấy hài lòng ở đâu nhất? Em cảm thấy rất là hài lòng và rất là hạnh phúc vì thực sự là bọn em được chị và anh đối xử như những người trong gia đình, như những người anh em trong gia đình. Thì đấy là điều mà em cảm thấy hài lòng nhất, là nhận được tình cảm rất lớn từ anh chị chăm lo những cái rất là nhỏ, từ việc tập xong thì có trường đá rồi những cái bữa ăn nhẹ sau tập và trước tập, và sau mỗi buổi thi đấu thì bọn em đều được anh chị đưa đi ăn. Và trong những cái buổi ăn uống đấy thì bọn em sẽ được tiếp xúc và nói chuyện với anh chị nhiều hơn. Thì như thế là rất là tình cảm. Thì đấy là cái em thấy hài lòng nhất. Hài lòng nhất ạ. Và bạn có mong là phát triển thêm ở một cái sự đầu tư nào phát triển thêm, như là kiểu có thể là đầu tư thêm quần áo nữa chẳng hạn? Thực ra là hiện giờ thì bọn em vừa được đầu tư thêm cả quần áo và cả giày nữa rồi. Rất là hài lòng rồi. Rất là hài lòng rồi. Thỏa mãn rồi đúng không? Không cần gì thêm đúng không? Với những cầu thủ như em thì em cảm thấy là không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Thì em luôn luôn cảm thấy đây là ông bà chủ tốt nhất, tuyệt vời nhất VBA đến hiện giờ. Cảm ơn em. Và để có thể đem được những cái sự quan tâm đó tới với cả các cầu thủ, tới với cả đội bóng thì em biết là anh chị thì cũng tốn rất là... Tôi biết là anh chị cũng tốn rất là nhiều thời gian. Vậy là khi mà nhận thêm một công việc nữa, dù là đã bận rộn với công việc cá nhân của mình, sở hữu Audi này rồi rất là nhiều công việc không tên khác nữa, khi mà nhận thêm một công việc là chủ sở hữu của Thăng Long Warriors, thì không biết là chị sắp xếp thời gian làm việc của mình như thế nào? Bận rộn lắm không ạ? Câu hỏi rất là thú vị. Thật ra là cái công việc ở bên Audi là ông xã của chị là người quản lý và điều hành chính. Chị thì phụ trách cái mảng marketing và tổ chức sự kiện cho các hoạt động của Audi tại Việt Nam, ở trải dài ở showroom Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội. Nhưng mà thực sự là chị rất là may mắn, bởi vì ở bất kỳ vai trò hay vị trí nào, chị cũng có những cái ekip và đội ngũ rất là nhiệt tình, năng nổ, và các bạn rất là hiểu ý, ăn ý nhau để cùng teamwork và làm rất là tốt những cái vai trò của mình. Thế là chị có bị bận rộn quá hay không? Kiểu bây giờ thêm một công việc nữa, tức là chị phải đi nhiều hơn, và có khó khăn trong việc sắp xếp, và có mệt mỏi khi mà chị đi về nhà không? Chị cảm thấy là cái công việc chị nhận thêm từ cái
đội bóng này nó chỉ là một cái thêm cái sự bổ sung công việc về từ cái phía bên mảng marketing Audi của chị. Và như chị đã nói là chị rất là may mắn bởi vì chị có những cái ekip và các đội ngũ, các bạn đang làm việc rất là tốt. Đã lên kế hoạch từ rất là sớm đúng không ạ? Và quan trọng là mình phải có những cái kế hoạch từ rất là sớm. Thì cứ thế thì theo cái kế hoạch thì mình cứ chạy theo plan thôi. Mặc dù là có những cái lịch trình sớm, kế hoạch sớm, nhưng mà em vẫn nghĩ như là, mình vẫn nghĩ là cái khối lượng công việc thì nó vẫn là tăng lên, các chuyến bay nó vẫn là nhiều lên. Vậy có bao giờ mà chị trở về nhà trong tình trạng là mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ, chị thèm ngủ thôi? Khi mà mình làm việc với đam mê thì mình không thấy là mình đi làm việc nữa, mà là mình đang được enjoy, tận hưởng những cái niềm vui của cái đam mê mình đem lại đó em. Thế còn thời gian chăm sóc cho bản thân thì sao? Có đủ thời gian chăm sóc bản thân không? Là phụ nữ và đặc biệt là những cái người phụ nữ ở cái thời đại mới như thế này thì theo chị cái việc làm đẹp hay là chăm sóc bản thân đó là điều cần thiết nhất, bởi vì mình thể hiện cái sự tôn trọng cho bản thân mình cũng như là những người xung quanh, và để tạo như cái sự tự tin khi mà mình đi ra ngoài tiếp xúc công việc hoặc những người xung quanh chúng ta. Cho nên chị thì chị cũng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhưng mà không quá nhiều bởi vì chị cũng khá bận rộn. Em muốn hỏi Phái Mạnh một câu hỏi. Bạn có biết là phụ nữ chúng tôi tốn bao nhiêu thời gian để làm đẹp trong một ngày không? Nếu mà tính trong một ngày thì em nghĩ là tùy vào số lượng, cái số lần ra đường. Đúng không? Nếu mà em nghĩ trung bình một lần ra thì chắc là khoảng nửa tiếng là ít nhất. Em nghĩ vậy. Em bằng chị rồi đấy. Ôi, chị cũng chỉ mất nửa tiếng thôi ạ. Yeah, hoặc là ít hơn. Nếu mà mình chỉ ra đường gặp gỡ bạn bè nhẹ nhàng thôi hay đi công việc thôi thì cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà ở trong vai trò của em là một người dẫn chương trình chẳng hạn thì em sẽ mất thời gian trang điểm lâu hơn trước khi lên sóng, chuẩn bị lâu hơn trước khi ra đường đấy. Thực ra thì khi mà chị đến những cái dịp đặc biệt, chị có những cái chuyên gia trang điểm giúp chị làm cái việc đó nhanh hơn. Còn đối với cái việc là đi làm hàng ngày hoặc là đi ra đường gặp bạn bè thì chỉ cần nhẹ nhàng thì đối với chị là 30 phút cũng là hơi nhiều. Mình chỉ cần chỉnh chu trong nó gọn gàng là được đúng không ạ? Khi em ở vai trò một người biên tập viên, phóng viên ấy, em cũng có những công việc đêm hôm ấy, và em cảm giác rất là mệt mỏi và không biết là phải chăm sóc mình như nào. Bây giờ em thấy là so với cái thời gian đầu tiên mình đi làm ấy, mình cũng đã xuống sắc nhiều rồi. Rất là xinh đẹp chứ đúng không? Chị có thể chia sẻ bí quyết của chị làm thế nào mà khi mà với một khối lượng công việc bận rộn như thế và còn phải chăm lo cho cả gia đình nữa mà chị vẫn có thể duy trì được sắc đẹp không? Cảm ơn Trang. Thực ra thì đối với chị và đối với phụ nữ thì giấc ngủ rất là quan trọng, cho nên chúng ta cố gắng cân bằng cái giấc ngủ của mình những cái lúc nào có thể. Ví dụ như bạn, công việc của bạn đòi hỏi phải dậy sớm để dẫn những cái chương trình sáng, thì có thể những cái buổi trưa Trang nên có một cái ngủ nap time vào buổi trưa khoảng 1-2 tiếng. Như vậy nó sẽ bù đắp lại những cái năng lượng cũng như là những cái làm cho sắc đẹp của mình nó ảnh hưởng. Rất cảm ơn chia sẻ của chị, và chắc là em sẽ phải áp dụng luôn. Thì em cũng thấy là bây giờ phải cố gắng ngủ chứ không, mình không phải là cứ đi chăm sóc da là đủ đúng không ạ? Đúng rồi em, mình giấc ngủ nó sẽ làm cho hồi phục sắc đẹp rất là nhanh. Bây giờ một ngày mình ngủ bao nhiêu tiếng cho đủ? Theo chị là từ 7 đến 8 tiếng là chúng ta cần phải cứ tổng lượng 7 đến 8 tiếng thôi chứ không đúng. Cần là cứ ngủ đêm là đủ đúng rồi. Tiếng 7 đến 8 tiếng cho cả ngày, em cố gắng tìm cách bù cái giấc ngủ của mình. Ví dụ như đêm em không được ngủ nhiều thì ban ngày em cố gắng nạp năng lượng bằng cách một giấc ngủ ngắn khoảng 1-2 tiếng. Thế là mặc dù rất là bận rộn nhưng mà chị vẫn sắp xếp thời gian như vậy để chăm sóc cho bản thân. Nhưng mà về chuyện chồng con thì sao ạ? Khi mà sắp xếp công việc cho gia đình ở vai trò của một người phụ nữ thì chị có, khi mà bận rộn với công việc như thế thì chị có thói quen gì chị thay đổi không? Chị rất là may mắn bởi vì ông xã của chị là người rất là ủng hộ chị, ủng hộ vợ trong những cái công việc của mình, cũng như các con của chị đều là những cái fan cứng của thể thao. Các cháu bây giờ cũng là những cái cổ động viên nhí rất là nhiệt thành của đội bóng Thăng Long Warriors. Và bởi vì các cháu học ở trong Sài Gòn cho nên đôi khi không có tham dự những cái home game ngoài đây, nhưng mà những cái trận mà làm guest ở trong Hồ Chí Minh thì không có trận nào là các bé vắng mặt cả.
Thì chính vì những cái động lực là gia đình, là cái nền tảng, cũng là cái nôi nuôi dưỡng cái tình yêu thể thao đó mà chị có thêm cái động lực để làm cho cái công việc của chị ngày càng tốt hơn. Em thấy chị rất là may mắn khi mà chồng và con cũng có một niềm đam mê giống như mình và cũng có thể chia sẻ được niềm đam mê với thể thao của mình. Nhưng mà đã bao giờ chồng chị đặt trên vai trò là một người đàn ông bình thường nhá, thì đàn ông thì thường là có tính sở hữu một chút ạ, đúng không ạ? Thì nếu bây giờ chị đi lại nhiều như thế và chị tiếp xúc với rất là nhiều đối tác nam, rồi chị đang sở hữu một câu lạc bộ toàn các bạn cầu thủ trẻ trung, thì liệu đã bao giờ ông xã của chị cảm thấy lo lắng và cảm thấy có chút gì đấy chưa? Thực ra chị và ông xã rất là văn minh, tức là những cái lịch làm việc của chị cũng như anh luôn được thông báo với nhau. Thí dụ như nếu không có thời gian điện thoại thì chỉ là nhắn tin, cho nên là những cái việc chị đi đâu gặp gỡ như thế nào ông xã chị đều biết, và tụi chị rất là tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Nên là đối với chị cái việc mà ghen tuông thì chắc là không có. Nhưng mà bạn làm sao để sao nếu mà bạn đặt vào bạn vào vị trí của một người đàn ông mà có một người vợ bận rộn, hay có một người vợ làm về thể thao như tôi hay là chị Tracy, tôi thì cũng đi công tác rất là nhiều ạ, và cũng toàn đi với cả các ekip quay phim, là bác quay phim nam ạ. Nếu mà thì bạn nghĩ sao? Thực ra là đặt bản thân em vào địa vị của anh Trung thì với một người phụ nữ xinh đẹp như chị Thư Lương và cả chị nữa thì em sẽ cảm thấy khá là lo lắng, có một chút gì đấy hơi lo lắng, vì tính chất công việc của cả hai người đều phải tiếp xúc với nam giới rất là nhiều. Nhưng mà em thì em đã tiếp xúc với anh Trung rồi và em luôn cảm thấy một sự thoải mái và tin tưởng anh đối với chị, nên em thấy em một mẫu đàn ông như anh Trung rất là lý tưởng. Thì anh Trung luôn luôn ủng hộ chị Thư ở tất cả mọi phương diện. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều tới chị Tracy Thư Lương. Chúng ta biết tới chị Tracy Thư Lương ở trên sân và biết với chị Tracy Thư Lương ở ngoài đời nữa. Một con người cũng rất là thân thiện, gần gũi và cũng rất là đam mê với thể thao. Không chỉ là bóng rổ mà còn rất nhiều môn thể thao khác, và chị còn chơi rất nhiều môn thể thao khác nữa. Nhân ngày 20 tháng 10 thì ekip thực hiện chương trình thì cũng có những lời chúc tới chị. Chúc cho tình yêu, chúc cho đam mê thể thao của chị luôn luôn được duy trì như thế này và ngày một sáng hơn nữa. Vậy còn Nam Phan thì sao? Không biết là đại diện cho nửa kia của thế giới thì... Hôm nay thì thay mặt cho tất cả những người nam giới của đất nước Việt Nam thì xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể các chị, các cô, các bà và các mẹ có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn Nam Pao, và bây giờ là những cái giây phút cuối cùng của chương trình rồi, và Mai Trang cũng xin được công bố kết quả của khán giả đoán đúng câu hỏi tương tác của chương trình ngày hôm nay. Và Tracy Thương Lương, chị có thể giúp em là bật mí chiều cao của chị chính xác là bao nhiêu không ạ? Chiều cao của chị chính xác là 1m70. 1m70 ạ, vâng. Và khán giả trả lời đúng chính xác là bạn Lê Thanh Tùng Anh với 1m70, nhanh nhất và chính xác nhất. Và chiếc vé theo dõi trận derby giữa Thăng Long Warriors và Hà Nội Buffalo vào lúc 16:30 ngày 22 tháng 10 vào cuối tuần này thì sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trực tiếp ngay tại sân thi đấu của nhà thi đấu. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà đặc biệt bất ngờ để cho Tracy Thu luôn. Vâng, và bây giờ thì xin mời ạ. Chị đứng hay ngồi? Xin mời ạ. Tracy Thư Lương biết đâu thì trước khi mà sau khi mà chị nhận lời với em tham dự chương trình này thì em đã phải liên hệ ngay với Tú để có thể là mời đội Thăng Long Warriors đến đây ngày hôm nay. Thank you guys. Oh, thank you, sweet. Thank you. Thank you. Thank you. MC ngày hôm nay cũng có quà. Chúc ngày phụ Việt Nam. Yeah, thank you. Các bạn có thể một bạn nào đó đại diện cho Thăng Long Warriors để gửi lời chúc mừng tới khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê All Sport ngày hôm nay, và đặc biệt là những người phụ nữ của chúng ta không? Em xin, tôi xin thay mặt đội bóng và xin gửi lời chúc 20 tháng 10 đến chị Thư Lương và tất cả những người phụ nữ trên đất nước Việt Nam có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ, hạnh phúc. Chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp và trẻ khỏe. Và đặc biệt là các fan nữ của Thăng Long Warriors, các bạn hãy cuồng nhiệt hơn nữa và đến sân theo dõi chúng tôi nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Các bạn hãy đến sân và cổ vũ cho đội bóng của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.